Ngọc Quang, em xin mời các bác thưởng thức chất âm của cặp Bose 301 CZ4, cặp loa màu đỏ đô đẹp cực kỳ các bác nhá. Đấy, hình thức rất là đẹp các bác nhá. Cặp loa này em bán cho các bác với mức giá cực yêu thương 6 triệu đồng. Rồi một chiếc âm ly đờ lông 1500 AE. Còn âm ly đời rất là cao. Nó sử dụng với công suất là 250W, sản phẩm của Nhật Bản, đờ lông đẹp long lanh các bác nhé. Đấy, đây các bác cùng xem này, không một cống cạnh nào, đẹp đẹp không một vết nào các bác nhé. Đấy, hàng từ Nhật về, đẹp mỹ mãn luôn các bạn. Đấy, 1500 AE, xuất sắc. Mời các bác thưởng thức chất âm của đờ lông chạy cho loa Bose 301 C4, chất âm tuyệt vời nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi một bộ sản phẩm gồm đẩy chiếc âm ly đờ lông 1500 AE, dòng âm ly cực kỳ nổi tiếng để chuyên trị cho loa Bose Mỹ. Và cặp loa Bose Mỹ này với chất âm của nó tuyệt vời các bác nhé, bass zin, trung tép zin và cực kỳ hay. Đối với sản phẩm 301 C4, cặp loa này em bán triền các bác với giá cực sốc nhá, em báo ở đầu video rồi. Cảm ơn các bác và anh em. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với em theo số máy 0975962167 và 0963179959. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm. Mong các bác nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất khi Ngọc Quang đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.